Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Fire Trading Channel và đến với buổi Sunday Talk Market Review ngày 27 tháng 9 năm 2020 diễn ra định kỳ hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận các cái diễn biến của thị trường trong tuần tới về những ticker nào sẽ được mình đề cập trong buổi video ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé! Và trước khi đi vào nội dung chính của buổi Sunday Talk, chúng ta hãy cùng nhau xem lại diễn biến của một cái ticker mà mình gọi vui trong cộng đồng chứng khoán người Việt, đó là ticker Quốc Dân. Hãy xem thử diễn biến của ticker này đã diễn ra như thế nào trong tuần giao dịch vừa qua so với nhận định của mình trong video được post lên kênh YouTube gần nhất. Các bạn hãy cùng nhau xem nhé. Mình nghĩ là có lẽ là Tesla nó đã sang cái đổi chuyển đổi sang cái trạng thái là bearish rồi đó bạn. Lý do tại sao? Bởi vì trên khung ngày của nó nè, nó có thể nó sẽ đi theo cái hướng như thế này. Nó đã tạo xong được cái đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước rồi, và bây giờ nó đang cố gắng nó tạo ra được một cái đáy sâu. Bây giờ không ai biết được, các bạn, chúng ta không biết được cái đáy sâu này nó sẽ dừng ở đâu. Nó dừng ở mức là 308 hoặc là 395, tức là đây là kịch bản dễ xảy ra nhất. Chúng ta sẽ nhìn thấy Tesla nó thoái lùi về cái mức khoảng chừng là 355, 350, nó khựng lại, đúng không ạ? Nó hồi lên mức khoảng chừng là 420, 430, nó tạo ra một cái đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh cũ. Các bạn lưu ý nè, đây là một cái dạng mẫu hình và là một cái kiến thức trong phân tích kỹ thuật mà chúng ta gọi là swing high và swing low. Vừa nó sẽ tiếp tục nó hồi, nó tạo ra một cái đáy mới cao hơn so với đáy cũ, rồi nó tiếp tục nó hẹp lại, tức là những cái đáy và những cái đỉnh sâu của nó đó các bạn, nó sẽ đi trong cái trạng thái là nó sẽ hẹp dần, hẹp dần, hẹp dần với cái đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước và đáy sâu cao hơn đáy trước. Khi mà nó đi vào trong một trạng thái bó hẹp như vậy đó bạn, thì tới cái giai đoạn mà gần cuối của nó sẽ break out. Một, nó sẽ break out đi lên, hai là nó sẽ break out đi xuống, và phải tới gần kề cái giai đoạn đó thì chúng ta mới dự đoán được là cái khả năng nó break out theo hướng nào. Các bạn vừa được xem lại diễn biến của mã Tesla trong video nhận định gần nhất của mình so với cái diễn biến mà nó đã thực sự diễn ra trong tuần giao dịch vừa qua. Thì các bạn thấy là diễn biến của mã Tesla từ lúc mình đưa ra cái nhận định là nó đang nằm ở tại cái khu vực này, thì chúng ta đã sẵn sàng cho một cái cú break out ra theo cái chiều hướng đi lên. Và đây là thời điểm mà nó rất là gần với cái ngày Battery Day, nhưng mà nó turn out là một cái bad outcome, đúng không? Một cái kết quả không như mong đợi của hầu hết các nhà đầu tư, các cái investor họ đang nắm giữ cổ phiếu Tesla trước cái ngày Battery Day với một cái expectation rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng nó lại gây ra một sự thất vọng to lớn cho những ai đã và đang nắm giữ cổ phiếu Tesla ở quanh các cái vùng giá 450, 440 hoặc là 4, thậm chí là 460. Thì lý do tại sao giá Tesla nó lại biến động theo những cái chiều hướng như vậy, và tại sao mình lại đưa ra cái nhận định gì dựa trên phân tích kỹ thuật mà nó đi ăn khớp với những cái mức giá mà mình đưa ra cái dự đoán như vậy các bạn? Thì các bạn thấy là nhìn trên đây á, chúng ta có thể thấy rất rõ cái pattern mà Tesla nó đang tạo ra, đó là những cái đỉnh, những cái đáy, những cái đỉnh, những cái đáy. Nó có cái cấu trúc hẹp dần, hẹp dần, hẹp dần mà mình đã nhận định trong tuần trước. Đây là một cái giai đoạn mà trong kỹ thuật nó gọi là một cái giai đoạn equilibrium, tức là giữa hai phe bò, phe gấu các bạn. Nó đồng ý với nhau là nó sẽ cho giá nó dao động ở trong một cái range, và những cái range này nó thường tạo ra những cái đỉnh và những cái đáy với các cái đỉnh sâu thấp hơn cái đỉnh trước, đỉnh sâu thấp hơn cái đỉnh trước và các cái đáy sâu thấp hơn đáy trước, đáy sâu thấp hơn đáy trước. Tức là đây là giai đoạn mà mỗi bên các bạn, mỗi phe nó sẽ ăn một đoạn. Giá nó đi lên thì phe bò ăn, giá nó đi xuống thì phe gấu ăn. Cái công việc của chúng ta là chúng ta phải xác định được cái pattern này, các bạn phải xác định được cái cấu trúc này để các bạn có thể benefit được từ những cái biến động của mã Tesla dựa trên cái nhận định của mình về phân tích kỹ thuật. Thì bạn thấy là rõ ràng là giá Tesla cái thời điểm mà nó pull back về các bạn, nó về rất là gần với cái mức giá mình đã dự đoán là từ 350 cho tới 355 trong cái nhận định vừa rồi. Vậy thì cái diễn biến tiếp theo của nó như thế nào? Rất có thể là cái khoảng giá mà nó có thể chạm được trong cái diễn biến tiếp theo là khoảng từ là 428 cho đến là 400
430, đó là cái khoảng giá mà nó có thể tạo ra và nó vẫn tiếp tục nó duy trì thấp hơn so với đỉnh cũ. Và cái giai đoạn này các bạn, nó sẽ di chuyển hẹp dần và cho tới cái giai đoạn cuối cùng như vậy đó, nó sẽ có một cái cú thoát ra khỏi cái pattern này và nó phải chọn cái hướng nó thoát ra các bạn. Tức là đây là giai đoạn đó mà nó có thể dao động trong một cái biên độ hẹp trong tuần tới hoặc là tuần tới nữa. Tại vì toàn bộ cái giai đoạn này các bạn, nó có thể kéo giá Tesla đó dao động ở trong cái biên độ hẹp trong vòng 2 tuần. Tại vì đây là cái giai đoạn mà nó có thể diễn ra trong vòng 2 tuần và nó sẽ break out ra. Mình tin chắc rằng đó, cái hướng bất kỳ cái hướng nào nó break out ra, nó cũng sẽ đem lại một cái khoản return rất là lớn, bởi vì cái hướng nó break out ra, nó thoát ra sau một cái giai đoạn củng cố rất là dài như thế này các bạn. Nó củng cố từ cái hôm là ngày 31 tháng 8, và nếu mà nó tới cái giai đoạn này là thì mình dự đoán nó khoảng chừng là tuần đầu tiên hay là đầu của cái tuần thứ hai của tháng 10 thì nó sẽ break out ra khỏi cái giai đoạn này. Đây là một giai đoạn củng cố tương đối dài theo quan điểm của mình. Thì cái hướng nó break out ra nó sẽ đem lại cái mức return rất là lớn. Mình chỉ không biết là nó sẽ break out theo hướng nào thôi các bạn. Và mình sẽ biết cách đánh làm thế nào để đánh khi mà nó break out ra. Nó break out hướng lên thì chúng ta đánh như thế nào, mà nó break out hướng xuống thì chúng ta sẽ đánh như thế nào, mà mình sẽ không có bị đặt vào cái tình huống là mình phải dự đoán, mà mình sẽ chờ cho cái price action của nó diễn ra, cái hành động giá nó diễn ra như thế nào thì mình sẽ đưa ra cái phương án nó phù hợp cho cái hướng nó break out. Thì như vậy nó sẽ giảm, nó vừa giảm thiểu được rủi ro các bạn, và nó có thể gia tăng cái lợi nhuận mà chúng ta có thể đạt được nếu mà chúng ta phân tích đúng cái hướng mà nó đi dựa trên cái diễn biến giá của nó gần ở tại khu vực nó break out như thế này. Chúng ta phải kết hợp với các yếu tố về volume giao dịch nè, các cái cấu trúc về mẫu hình nến nè, dựa trên các cái đường chỉ báo RSI hay là các cái đường chỉ báo như là EMA hay là SMA ở trên từng cái khung thời gian để chúng ta có thể đưa ra một cái good decision. Đó là cái diễn biến của Tesla ha. Mình cho rằng là diễn biến của Tesla nó sẽ không có nhiều cái biến động, chẳng hạn mà nó go up lên 500 hay nó rớt xuống tới khoảng là 300 mấy, thì mình nghĩ là những diễn biến này rất là khó diễn ra trong 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 tuần giao dịch tiếp theo, mà nó sẽ dao động ở trong biên độ hẹp. Đó đó là diễn biến của Tesla. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chỉ số S&P 500. Ở đây mình sẽ phân tích trên hai cái chart là chart SPY và chart SPY Future các bạn ha. SPX 500, cái chart được cái ticker được giao dịch ở trên sàn Forex là Oanda, với cái ticker của nó là SPX 500. Các bạn có thể theo dõi cùng một lúc cái diễn biến của hai cái chart này cho cái chỉ số S&P 500. Chart SPY là cái chart mà nó có những cái gap up, hoặc là nó có những cái gap down ở trên cái biểu đồ, ở trên cái chart của nó, bởi vì nó chỉ có giao dịch là 6,5 tiếng một ngày, là during trading hour thôi các bạn. Còn cái chart là SPX là nó có giao dịch là overnight, cho nên là chúng ta thấy là ở trên cái chart của nó không có bất kỳ một cái gap nào hết. Các bạn thấy là nó xuyên suốt, bởi vì nó diễn biến overnight, khi mà chúng ta đang ngủ thì nó vẫn chạy, cái chart này nó vẫn chạy, và nó chạy bắt đầu từ là 3 giờ chiều mỗi ngày cho đến sáng ngày hôm sau. Vậy và cho đến sáng ngày hôm sau chỉ trừ các cái ngày thứ bảy thôi, và chủ nhật 3 giờ chiều đó sẽ bắt đầu nó sẽ giao dịch lại theo giờ của Pacific Time. Rồi chúng ta nhìn trên biểu đồ ngày của SPY thì chúng ta đang thấy điều gì đây? So với cái nhận định lần trước của mình các bạn, mình vẫn chưa có bất kỳ một cái thay đổi nào về cái quan điểm của mình là thị trường vẫn đang ở trong cái trạng thái là bearish market, ít nhất là ở trên khung thời gian ngày. Các bạn nhìn thấy ở trên khung thời gian ngày như vậy nè, nó đang tạo ra một cái cấu trúc là đáy và đỉnh sâu trên khung ngày, nó thấp hơn đáy và đỉnh trước. Tức là phe gấu họ đang kiểm soát trên khung ngày, mà khung ngày là một cái khung giờ rất là lớn, nó chỉ nhỏ hơn so với khung tuần. Một số người thì họ trade họ dựa trên khung tháng, nhưng mà mình nghĩ là cái con số đó nó không nhiều. Chúng ta bắt đầu từ khung tuần thì trở xuống là khung ngày, thì khung ngày là cái khung rất là quan trọng để chúng ta có thể dự đoán các cái hướng đi, cái diễn biến của thị trường trong nhiều tuần hay thậm chí là trong nhiều tháng tiếp theo các bạn. Tại vì một tháng như vậy nó chỉ có 20 cây nến của khung ngày thôi. Thì với 20 cây nến đó chúng ta có thể dự đoán và chúng ta có thể định lượng được cái diễn biến của các cái chỉ số hay là các cái ticker này nó đi như thế nào. Vậy thì với khung ngày khi mà phe gấu họ vẫn đang kiểm soát như thế này á, mình dựa trên cái diễn biến của cái đường chỉ báo thì rõ ràng nữa các bạn, hai cái đường chỉ báo EMA 12 và EMA 26 là các cái đường màu xanh và cái đường màu đỏ này á,
giá trên khung ngày nó vẫn đang giao dịch below hai cái đường này. Đó là một cái yếu tố bearish. Một cái yếu tố bearish khác rất là quan trọng đó là gì? Đó là cái đường SMA 50 mà mình đề cập đi, đề cập lại rất là nhiều lần trong các cái video nhận định của mình trong một hai tuần trước đây ha. Đó là SPY nó đã có bao nhiêu, 24, nó đã có 6 ngày liên tiếp nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 này. Và theo nhận định của mình đó, cái kịch bản mà tốt nhất cho phe bò đó các bạn, tức là tuần tới dựa vào cái cấu trúc nến của ba cây nến này nè. Ba cây nến này á, là nó tạo thành một cái cấu trúc nến ở trong phân tích kỹ thuật chúng ta là gọi là Morningstar Candlestick Pattern. Dịch ra tiếng Việt á, nó là cấu trúc nến sao ban mai. Sao ban mai, đây là một cặp ba cây nến nó tạo ra cấu trúc là Morningstar. Thì cấu trúc Morningstar này nó có phải là dấu hiệu của đảo chiều xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng ngược trở lại hay không? Thì theo quan điểm của mình là không. Đây có thể là cấu trúc nến mà nó chỉ tạo ra một cái đợt hồi kỹ thuật mà thôi. Vậy thì cái đợt hồi này nó có thể đi đến đâu? Nhận định của mình á, là SPY tuần tới nếu như mà không có bất kỳ một cái breaking news nào quan trọng thì diễn biến của SPY nó vẫn sẽ tiếp tục nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 đây. Tức là cái đường SMA 50 này tuần tới nó sẽ tiếp tục nó đi ngang các bạn. Nó sẽ có chiều hướng là đi ngang. Nếu mà SPY mà nó sổ xuống á, thì cái đường SMA 50 này nó sẽ sổ xuống theo. Tại vì SMA 50 là cái nó lấy cái dữ liệu trung bình của các cây nến. Dữ liệu giá trung bình của các cây nến của 50 ngày gần nhất, hay là của 50 cây nến gần nhất, và nó tạo ra cái dữ liệu của cái đường trung bình động này. Thì cái SMA 50 là một cái đường nó phản ứng cũng tương đối khá là nhanh với các cái biến động hàng ngày của biểu đồ. Thành thử ra nếu mà SPY mà nó sập xuống lại, đường này nó sẽ cong theo khá là nhanh. Nhưng mà còn cái đường SMA 200 thì nó lại khác, bởi vì nó là trung bình động của 200 ngày lận. Vậy thì ở đây á, mình cho rằng là SPY nó có thể go up a little bit, mà nó lên đây đó, nó đụng cái đường SMA 50 trên khung ngày và nó bị chững lại. Nó sẽ bị kẹp lại ở đây và nó sẽ roll over. Vậy thì với cái diễn biến này á, nó có thực tế, nó có make sense hay không, nó có hợp lý hay không? Nếu mà chúng ta đọc cái price structure, tức là cái cấu trúc giá. Cấu trúc giá ở đây á, là mình muốn nói về các cái đỉnh và cái đáy nó tạo ra ở trên khung ngày. Tức là ở đây chúng ta có đỉnh, chúng ta có đáy, chúng ta có đỉnh mới, chúng ta có đáy mới, thì nó hoàn toàn nó có thể nó hồi lên để nó tạo ra thêm một cái đỉnh mới nữa, nhưng mà vẫn thấp hơn so với đỉnh cũ, thì nó vẫn đủ lực để nó làm cho cái khung ngày nó bị roll over. Và cái khung ngày nó roll over đó bạn, nó sẽ cắt xuống thấp hơn cái đáy liền kề gần nhất, tức là nó sẽ tiếp tục nó xác nhận cái downtrend continuation, tức là cái sự tiếp tục của xu hướng, mà xu hướng chính ở đây đang là xu hướng giảm ở trên khung ngày. Khi á mà mình nhìn thấy khung ngày mà nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 này các bạn, mà cái RSI mà nó chưa có đụng vào cái trạng thái oversold của nó, là trên khung là cái trạng thái quá bán á, thì mình sẽ chưa có bất kỳ một cái động thái nào là mình muốn long cả. Bởi vì chúng ta long khi mà SMA 50 giá nó nằm ở bên dưới cái SMA 50 trên khung ngày, RSI chưa đụng vào cái oversold thì nó chưa có tạo ra, nó chưa có kích động cái tâm lý của nhà đầu tư, hay nó chưa có kích động cái tâm lý của buyer. At least á, là khi mà cái RSI nó chạm vào cái oversold ở trên khung ngày thì nó sẽ là lần đầu tiên nó chạm vào khung ngày kể từ gì các bạn? Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020, tức là gì? Là kể từ cái hôm mà nó turn around, từ cái đợt mà nó sập do cái pandemic. Tức là đây là cái ngay cái đáy của cái xu hướng tăng vừa rồi của nó tăng từ cái mức đáy của ngày 23 tháng 3, nó tăng tới cái mức đỉnh của ngày 2 tháng 9. Thì nếu như cái RSI khung ngày mà nó chạm vào oversold á, đây sẽ là lần đầu tiên. Mà các bạn nhớ là nếu đây là lần đầu tiên á, thì nó sẽ có phản ứng rất là mạnh. Bạn lưu ý nữa ha, nó sẽ có phản ứng rất là mạnh. Tức là ở đây á, nó sẽ trigger cái mà để mình ghi cho các bạn dễ hiểu, nó sẽ trigger một cái bid demand của buyer. Mình cho rằng là khi mà nó đụng cái này, nó sẽ trigger cái demand của buyer. Cho nên
Ở đây mình không biết là cái RSI khung ngày của SPY nó có đụng vào được oversold hay không, chúng ta không biết. Nhưng mà cái xác suất diễn ra rất là cao với cái lượng volume bán mạnh mẽ như thế này, và với cái cấu trúc giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm và đồng thời nó nằm ở bên dưới đường SMA 50, thì khả năng cái RSI oversold là tương đối lớn. Cho nên nếu như mình dựa vào cái diễn biến của chỉ số S&P 500 đó, thì mình sẽ suy ra những cái mã như là Apple, Amazon, Facebook, Google, hay là Tesla, hay là AMD, những cái mã là semiconductor các bạn. Thì chỉ khi nào mà SPY mà nó đụng vào cái oversold trên khung ngày á, lúc đó mình mới xem xét cái việc là mua vô, bắt đầu mua vô những cái mã đó. Tại vì khi mà đụng oversold, chắc chắn là mọi người sẽ rất là chú ý. Những ai mà chỉ mới biết sơ sơ về phân tích kỹ thuật á, họ chỉ cần biết về cái RSI là họ có thể mắc a good decision dựa vào cái RSI liền các bạn. Bởi vì khi mà RSI nó đụng vô đó, nó kích động tâm lý của đám đông. Thì khi nó kích động tâm lý của đám đông về, chúng ta có thể hưởng lợi từ cái tâm lý đó, thì gần như nó sẽ có một cái big demand. Vậy thì cái RSI khung ngày này nó sẽ chạm vào khi nào? Chúng ta không biết được là nó sẽ chạm vào khi nào. Chúng ta chỉ chờ cho tới khi nó chạm để chúng ta make cái decision thôi. Tức là SPY nó hoàn toàn có thể go up một chút xíu, RSI nó cũng sẽ trồi lên theo, đúng không ạ? SPY nó sideways một tuần luôn chẳng hạn, nó sideways hết một tuần, RSI nó cũng sideways hết một tuần, xong rồi nó sổ xuống một cái rầm, là RSI nó cũng sẽ sổ xuống một cái rầm, nó đụng vào cái oversold ở đây. Mình không biết nó đụng vào oversold ở đâu, có thể nó sẽ rơi vào giữa tháng 10 các bạn, không ai biết được. Nó có thể rơi vào giữa tháng 10 hay nó rơi vào cái tuần cuối cùng hay là tuần thứ ba của tháng 10, thì cái RSI khung ngày này nó mới chạm vào cái oversold, hoặc là có thể nó chạm vào oversold thời điểm mà nó đụng vào cái đường SMA 200. Tức là ở đây nếu như mà daily của SPY á mà nó hit SMA 200, alright, và đồng thời cái RSI nó oversold, thì đây là hai cái điều kiện cực kỳ hấp dẫn, nó xảy ra cùng một lúc để nó kích động cái tâm lý của đám đông, và có thể chúng ta sẽ có một cái cú turnaround, một cú bounce cực kỳ mạnh. Thì lúc đó chúng ta lựa chọn những cái mã mà nó đang ở trong cái trạng thái là bullish để chúng ta nhảy vô ha. Đó là cái diễn biến của SPY. Thì đối với cái chart của SPX 500 nó cũng y chang, nó cũng không có khác gì nhau các bạn. Setup của RSI, setup của SMA 200 hay là setup của SMA 50 hoàn toàn không có sự khác biệt, thì coi như là mình có thể theo dõi bất kỳ một cái trạng nào trong vài tuần tiếp theo, và mình cho rằng để cho cái RSI khung ngày nó chạm vào được oversold, at least chúng ta sẽ thấy nó diễn ra trong vòng, nghĩa là trong vòng từ ít nhất là chúng ta cần phải từ 7 cho đến 10 phiên giao dịch nữa, hoặc là có thể là hơn. Mình cho rằng nó có thể rơi vào sớm nhất là khoảng giữa tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta theo dõi liên tục, và từ đây cho tới đó mình sẽ liên tục làm những cái video cập nhật hàng tuần, trong tuần, để cho các bạn tiện theo dõi ha. Các bạn nhớ chú ý hãy theo dõi hoặc là hit cái subscribe button ở trên các video của mình để nhận những cái tin tức sớm nhất và nhanh nhất từ Fire Trading. Mình phân tích cái diễn biến của SPY như vậy, mình expect nó sẽ tiếp tục nó bearish đó, thì chúng ta phải chú ý tới cái mã bear, tức là ở đây là cái mã là UVSY. Lý do tại sao chúng ta lại chú ý tới cái mã UVSY này, bởi vì ở đây ha, chúng ta nhìn nè, cái con này á trên khung 4 giờ vừa rồi á, nó tạo ra một cái pattern mà chắc là anh chị em mình chưa bao giờ chúng ta nghe tới tới đúng không ạ? Đây là cái pattern nó gọi là Christmas tree pattern. Đây là một cái pattern có thật ở trong phân tích kỹ thuật. Lý do tại sao chúng ta gọi nó là Christmas tree pattern, bởi vì nó go up bao nhiêu, nó trả lại hết bấy nhiêu, nó y như là một cái Christmas tree vậy các bạn. Chúng ta có thể vẽ thêm bông hoa, bướm, rồi lồng đèn gì ở đây, chúng ta vẽ thêm thì nó sẽ ra một Christmas tree, đúng không? Một cái pattern nó nhìn nó vui như vậy, nhưng mà nó là một cái pattern có thật và xảy ra thật ở trong technical analysis. Đó là cái mẫu hình về Christmas tree. Ở dưới đây á, thì chúng ta có một cái double bottom. Nó vừa xong cái double bottom này bạn, nó hồi lên. Vậy thì ở đây mình expect cái gì? Các bạn hãy lưu ý nè, hãy chú ý đến cái đường SMA 50 nó đang có dấu hiệu là nó đi xuống. Đường SMA 50 á, ở trên cái khung thời gian như 4 giờ và khung ngày á, nó có cái xu hướng là nó hút giá ngược trở về. Nó hút giá ngược trở về cái đường SMA 200. Thì cái đường SMA 200 này so với cái diễn biến giá hiện tại là nó dao động tương đối xa so với khoảng cách của nó với cái đường SMA 200. Thì mình expect nó sẽ hút về như thế này nè các bạn.
Nhưng mà nó hút về như thế này á, chúng ta nên vào lệnh như thế nào? Ở đây ha, các bạn theo dõi cái diễn biến của SPY. Nếu mà cái diễn biến SPY mà nó roll over theo đúng cái kịch bản mà mình nhận định đó, thì từ lúc mà nó đang ở cái mức giá hiện tại mà nó về SMA 200, thì các bạn nghĩ là nó sẽ drop bao nhiêu phần trăm nữa các bạn? Nó có thể drop là gần 5% nữa. Mà SPY á, nó đi 1% thì thường UVSY nó đi là 7%. Đó là về lý thuyết, còn cái diễn biến thực tế nó có thể khác. Vậy thì ở đây á, mình chỉ cần mà UVSY nó go down, nó tạo ra được một cái đáy mới nào đó cao hơn so với cái đáy cũ liền kề, thì khả năng mà nó turn around, sau khi nó tạo ra được cái support rồi các bạn, nó turn around, nó tiến về cái đường SMA 200, đường SMA 200 nó sẽ go down, nó sẽ tiếp tục nó go down. Chắc chắn một điều là SMA 200 nó sẽ không bao giờ nó đi như thế này các bạn. Mà mình biết trước chắc luôn là nó sẽ đi kiểu như vậy. Tại vì đường SMA 200 nó di chuyển rất là chậm. Thì nếu mà UVSY mà nó hút về cái đường SMA 200 này đó, thì chúng ta có được một cái return khoảng chừng bao nhiêu? Nó có thể lên tới là 35 cho tới là 40%. Đó là nhận định của mình. Mình không biết là nó có đạt được cái tỷ lệ 36% như vậy hay không. Nhưng mà cái mình muốn nói ở đây là nó có thể về nó tạo ra được một cái đáy cũ. Nếu như đi theo đúng kịch bản của mình, nó về nó tạo đáy cũ khoảng chừng là 19, sorry 19.9 hoặc là 20. Ở đây là đẹp nhất các bạn. Thì mình sẽ có một cái lệnh giao dịch như thế này. Mình sẽ stop loss ở bên dưới cái đáy cũ liền kề gần nhất của nó. Tức là mình stop loss khoảng chừng là 8%. Nếu như mình sai, mình chấp nhận mình lỗ là 8%. Và mình walk away rất là happy, coi như là cái nhận định và cái phân tích của mình nó để như vậy, nó turn out là nó sai, thì mình chấp nhận mình lỗ khoảng đó. Nhưng mà nếu mà mình đúng, mình ăn được là 30 mấy%. Tức là ở đây chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó lên tới là 1/4, giống như các bạn đi buôn á. Các bạn nếu các bạn lỗ, các bạn chỉ lỗ có một thôi, nhưng mà nếu các bạn đoán chính xác cái xu hướng của thị trường và các bạn đoán đúng cái nhu cầu, cái thị hiếu của market đó, thì các bạn có thể ăn là 36%, là các bạn ăn hơn 4 lần so với cái số vốn mà bạn bạn bỏ ra. Tức là ở đây bạn bỏ ra một cái số vốn là 1 đồng, bạn bạn sẵn sàng bỏ mất hết một cái 1 đồng đó, nhưng mà nếu mà bạn đúng, bạn ăn được 4 đồng mấy. Đó chính là cách mà chúng ta tìm ra những cái setup trên cái biểu đồ chart mà nó cho cái tỷ lệ rủi ro là thấp nhất nhưng mà cái tỷ lệ lợi nhuận là tối ưu. Đó là cách mà một cái trader họ đi tìm setup, và nếu mà họ sai, họ rất là happy các bạn, họ sẵn sàng họ out ra và họ tìm kiếm một cái setup khác. Và chúng ta cứ như vậy, nó lặp đi lặp lại, chúng ta cứ sai thì chúng ta move on để chúng ta đi tìm kiếm những cái trade khác có setup tốt hơn. Bởi vì một trader đó, họ trade có lời hay không có lời là bằng 100 lệnh, bằng 1.000 lệnh, bằng vài ngàn lệnh, chứ không phải là chúng ta luôn luôn expect là một cái lệnh giao dịch nào đó hay là một hai lệnh giao dịch nào đó nó sẽ cho chúng ta một cái cú home run. Điều đó cũng có xảy ra các bạn, nhưng mà cái tần suất nó xuất hiện rất là ít, cho nên chúng ta phải luôn luôn có một cái trade plan như thế này, và nếu chúng ta sai chấp nhận mất 8%. Đó là cái nhận định của mình về diễn biến của UVSY ha. Đối với con Zoom thì sao? Ở đây á, Zoom tuần tới các bạn phải lưu ý ha. Lý do tại sao mình nói lưu ý, chúng ta đã có một cái bearish divergence này nè. Mình nghĩ rằng cái bearish divergence này á, rất là nhiều người thấy, bởi vì cái bearish divergence này là một cái phân kỳ giảm giá với đáy đỉnh sau thấp hơn, cao hơn đỉnh trước rồi, nhưng mà cái RSI nó lại thấp hơn đỉnh trước. Tức là ở đây các bạn, cái bullish momentum, cái RSI á, là nó cho chúng ta thêm cái dự kiện về cái bullish momentum nó có đang keep up hay không. Mà ở đây RSI nó đã cho thấy là nó không có keep up với lại cái diễn biến của giá. Tức là giá đã cao hơn đỉnh cũ rồi, nhưng mà cái RSI nó vẫn thấp hơn đỉnh cũ. Một cái bearish divergence nó đang xuất hiện. Thì với cái bearish divergence này, mình chuyển sang khung 4 giờ thì mình thấy nó càng rõ rệt hơn các bạn. Thì ở trong cái khóa học của Fire Trading, thì riêng về những cái kiến thức về divergence đó, alright, các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều trên các cái cuốn sách về trading, cái lý thuyết về cái divergence. Nhưng để trade được nó một cách hiệu quả, chúng ta biết cách để chúng ta entry ở đâu, chúng ta đặt cái stop loss ở đâu, về cái target của những cái divergence này nó sẽ đi như thế nào, thì chỉ có kinh nghiệm nó mới giúp cho các bạn có được những cái kiến thức này, và những cái kinh nghiệm nó mới giúp cho bạn trade được những cái divergence này một cách hiệu quả khi mà nó xuất hiện ở trên biểu đồ như thế này, mà không bao giờ chúng ta có thể tìm được ở trong các cuốn textbook về trading. Bởi vì textbook nó chỉ nói về lý thuyết chứ nó không nói chúng ta cách mà trade như thế nào, cách xử lý và cách đặt cái target stop loss ở đâu. Ở đây á, nếu mình nhận định không có sai á, alright, thì tuần tới á,
Zoom nó có thể nó đạt cái đỉnh ở đây luôn nữa bạn, nó sẽ turnaround như vậy, nó giật lên một nhịp nữa đúng không ạ, rồi nó going down, nó going down, nó đi theo đúng cái diễn biến của cái bearish divergence này. Thì với cái bearish divergence này á, nhận định của mình á là giá của Zoom nó có thể xuống hai cái vùng giá là 385 hoặc là nó có thể xuống tới cái vùng giá thường á, là nó sẽ quay lại cái vùng giá ở dưới cái đáy này nè các bạn, tức là 344, nhưng mà 344 từ 496 mà nó xuống tới 344 thì nó hơi là quá đà đúng không? Nhưng mà trong các cái bearish divergence mà mình theo dõi á thì thường là nó đi như vậy, nhưng mà diễn biến của mỗi thời điểm của mỗi ticker nó có thể có sự khác biệt. Và nếu ở đây mà cái phân kỳ này chúng ta nhận định bị sai, chúng ta vào lại ở đây chúng ta cho một cái stop loss khoảng chừng là 11%, tức là nếu như mà Zoom á, mà nó go up lên 350 á thì khả năng nó sẽ tiếp tục nó run up, và chúng ta chấp nhận là chúng ta nhận định sai cái divergence này thì chúng ta phải out. Tức là đối với mình trade á, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có điểm stop loss, đó là điều gần như chắc chắn. Còn nhớ, nếu như mình đúng thì với cái stop loss là 11%, nếu như mình đúng các bạn mình ăn 22%. Còn nếu như mà mình đúng theo những setup mà mình thường thấy thì mình có thể ăn là 30%, tức là ở đây một lần nữa chúng ta có một cái lệnh giao dịch chúng ta lỗ lỗ một nhưng mà chúng ta ăn ăn tới 2.8. Đó là cách mà mình trade ha. Còn NKLA, WKHS, SHLL và NIO trong tuần tới, hãy xem thử mình có những cái quan điểm gì về cái diễn biến của các cái mã này. Chúng ta xem là cái cây nến hôm thứ năm vừa rồi các bạn, nó xuống tới cái đáy thấp nhất là 16.20. Đôi lúc đó chúng ta có tự hỏi á, là lý do tại sao nó xuống tới đây không ạ? Tức tại sao nó drop tới đây mà không phải là 15, không phải là 14, không phải là 12 mà nó lại tới đúng 16.20, nó cần lại ở đây và nó go back lên tới cái mức đỉnh cao nhất của nó là bao nhiêu các bạn? 20.87. Tức là nó drop xuống đây nó hồi lên là 29% chỉ trong vòng có một ngày thôi. Lý do tại sao như vậy thì các bạn hãy đi qua bên cái bục bên tay trái, các bạn xem thử là 16.20 ở đây là gì. Bây giờ mình chỉ với các bạn ha. Ở đây 16.20 là nó về ngay cái đỉnh cũ của ngày 5 tháng 3 năm 2020 ở đây các bạn. Thì đây là kiến thức gì các bạn? Đây là cái kiến thức, tức là kháng cự cũ nó trở thành là hỗ trợ mới. Một trong những kiến thức mình hướng dẫn cho các bạn học viên rất là kỹ lưỡng trong khóa học của Fire Trading. Và nếu mà chúng ta nắm được những kiến thức này á, chúng ta sẽ nắm bắt được những cái vùng giá mà nó có thể rớt về cái vị trí đó và nó sẽ bounce ngược lên trở lại. Rõ ràng là nó có hiệu quả các bạn, nó rớt về đúng 16 chấm mấy và nó bật lên 30% liền luôn. Vậy thì diễn biến tiếp theo của nó có thể là gì? Thường á, khi mà nó rớt như vậy đó các bạn và nó bounce lên á thì nó hay dội về để nó tạo ra một cái mẫu hình chúng ta gọi là mẫu hình là double bottom, tức là mẫu hình hai đáy, hoặc là trong kỹ thuật á nó còn gọi đây á, là một cái kỹ thuật nó đánh là bottom fishing, tức là nó bottom fishing là tức là câu cá ở dưới cái vùng đáy á, nó về đây á, nó câu hết tất cả những người đang đặt cái stop loss ở đây và nó bật ngược lên trở lại. Thì đó là kịch bản mà mình nghĩ là dễ xảy ra cho cái mã NKY. Một khi mà nó tạo ra được cái double bottom đó, nó về lại khoảng chừng là 16 chấm mấy và nó bật ngược lên các bạn, nó sẽ cho một cái return cực kỳ hấp dẫn. Mình sẽ canh cái này, tại vì nếu như mình canh đúng á, mình chỉ lỗ một cái khoản lỗ rất là nhỏ thôi, mình chỉ lỗ khoảng chừng là 10%, nhưng mà mình đúng á, cái con này á bạn nên biết á là nó chạy rất là điên. Một khi mà nó đụng cái double bottom nó có thể bật một phát 50% là chuyện bình thường. Tại vì từ cái mức giá các bạn biết không? Từ cái mức giá khoảng chừng là 30 mà nó lên 60 là khó đúng không? Nhưng mà từ 16 mà nó lên 32 là cực kỳ dễ. Nó hoàn toàn nó có thể chạy là 100% kiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ expect con này nó chạy là 50% thôi, tức là từ 16 nó bật một phát lên 25, có thể là nó sẽ đi luôn trong ngày hay là một hay là hai phiên là chuyện bình thường. Mà nếu mà chúng ta sai, chúng ta cũng chỉ lỗ có 10%, tối đa là 10% hay là 11%. Nếu như nó drop tiếp thì chúng ta chấp nhận chúng ta lỗ khoảng đó. Mình đang kỳ vọng có một cái double bottom ở đây, hoặc chúng ta gọi nó là cái bottom fishing ha. WKHS á, hãy nhìn đây nè. Lý do tại sao mình lại sử dụng cái công cụ hồi quy Fibonacci, mình vẽ từ cái đỉnh, mình vẽ xuống tới cái đáy của cái sóng giảm của nó giảm drop từ cái đỉnh, nó drop xuống tới cái đáy. Lý do tại sao mình vẽ cái này các bạn? Để mình chỉ ra các bạn thấy cái sự lợi hại của cái công cụ này là cái cú hồi của nó các bạn.
nó lên đúng ngay cái vùng là 50%, tỷ lệ là Fibonacci 50%, nó lên đúng cái này nó khựng lại. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là công cụ này nó rất là hiệu quả, nó cực kỳ hiệu quả và nó cho một cái good return ở đây. Nếu mà các bạn canh được đúng cái vùng 50 này á, nó lên tới cái mức giá 25.69 các bạn, nó drop một phát ngược trở về, nó drop bao nhiêu, gần 7%. Thì nếu chúng ta nắm được những cái mức này, nó tại vì cái công cụ hồi quy á là giá nó thường hồi về hai cái vùng là 50% hoặc là 61.8%, mà chúng ta gọi đó là những cái golden pocket hay là những cái golden ratio, tức là cái vùng tỷ lệ vàng mà giá nó hay hồi về. Bạn các bạn hiểu ở đây không ạ? Vậy thì kịch bản sắp tới của cái con WKHS này là gì? Mình nghĩ á, là cái con này á, chúng ta sắp tới chúng ta đánh bearish á, nó sẽ an toàn hơn là chúng ta đánh là bullish. Lý do tại sao? Ở đây á, mình sẽ canh cái vùng giá của nó. Có thể là con này nó có thể nó đi một cái nhịp sóng như vậy, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và cuối cùng sóng 5 của nó có thể rơi vào đúng cái vùng tỷ lệ là 61.8%. 61.8% tức là cái tỷ lệ là golden pocket. Rơi vào đúng ngay cái golden pocket đó các bạn. Thì nó lên tới khoảng chừng là 20, khoảng chừng là vùng giá là 27 cho đến là 27.33, nó lên tới đây nó sẽ bị reject và nó có thể drop back ngược trở về. Nó hoàn toàn nó có thể quay trở lại, nó test cái đỉnh cái đáy cũ của nó, để nó tạo ra tiếp một cái double bottom, có đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn cái kịch bản ở trên khung giờ lớn hơn, đó là khung 4 giờ nó có thể chạy về đâu. Ở trên khung 4 giờ thì mình thấy kịch bản nó còn tệ hơn như vậy nữa các bạn. Đó là kịch bản gì? Ở đây chúng ta vẽ được một cái đường trendline support, nó nối cái đáy đáy. Thì ở đây á, mình cho rằng á, là giá của cái con WKHS á, nó có thể lên đẹp nhất luôn á, đẹp nhất luôn á là khoảng chừng là 27 cho tới 27.5, là ở đây là đúng với cái tỷ lệ 61.8% của Fibonacci và nó drop một phát ngược trở về cái đường trendline này. Cho nên theo mình á, từ đây á mà lên tới 27 á, cái room của nó đó mình cho rằng là nó không hấp dẫn để chúng ta thực hiện một cái lệnh long, nó khoảng chừng là 9% thôi, mà con này 9% nó có thể di chuyển và nó hoàn tất trong vòng một phiên. Cho nên long ở đây mình cho rằng là rủi ro, mà lên tới đây á, chúng ta short về cái đường trendline support này á, nó an toàn hơn rất là nhiều, bởi vì nó drop về như vậy các bạn, chúng ta có một cái tỷ lệ lên tới là 20 cho tới 24%, tức là cái percent cái expected return đó nó đẹp hơn và nó ngon hơn là chúng ta đánh theo cái hướng là hướng long. Đó là kịch bản mà mình kỳ vọng cho cái con này. Lý do tại sao mình lại nghĩ nó roll over như vậy? Thì trong cái phạm vi của cái video này á, mình không thể nào mình diễn giải hết cho các bạn hiểu được, nhưng mà mình biết là gần như nó sẽ đi theo kịch bản này, nhưng mà nếu như mình sai, mình sẽ đặt cái stop loss liền ngay lập tức. Đối với con SHLL này cũng vậy ha. Bạn thấy là cái đường trendline support này bây giờ nó sẽ đã trở thành là cái đường là resistance, mình cho rằng nó có thể trôi về đây tạo ra tiếp một đáy nữa và nó bật lên, nó test lại cái đường kháng cự cũ của nó. Đó là cái kịch bản mình kỳ vọng. Con NIO này á, các bạn có nhìn thấy á, là nó có một cái hidden bullish divergence không bạn? Đó là một cái phân kỳ giảm giá ẩn. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được cái này á thì mình rất là tiếc, bởi vì có những cái setup á, nó đem lại cho các bạn những cái trade plan hay là những cái setup rất là good ở trên các khung thời gian lớn, giống như cái setup của cái phân kỳ tăng giá ẩn này. Mình kỳ vọng là cái giá nó sẽ đi như vậy. Còn nó có break out ra được đây không á thì chúng ta phải chờ. Bởi vì cái đây là cái đường trendline resistance của nó, nếu mà nó đụng phải cái đường trendline này thêm một lần nữa thì khả năng nó break out đi lên luôn là rất cao dựa theo cái hidden bullish divergence này các bạn. Đối với con RKL, RKT á, thì mình thấy nó đang dao động ở trong cái gì? Đang ở trong một cái falling wedge, tức là một cái nêm giảm. Nó đã tìm được cái điểm hỗ trợ ở đây thì mình cho rằng cái con này nó có thể đi như vậy. Nó có thể đi như vậy, mình chuyển sang khung 1 giờ các bạn ha. Nó có thể rớt xuống thêm một nhịp nữa về cái cạnh này, nó hồi lên, nó tạo ra một đáy và nó bắt đầu nó bật, nó đảo chiều cái xu hướng, mình sẽ vào lệnh ở đâu đó ở tại khu vực này. Đó là cái kịch bản mà mình kỳ vọng. BYND thì mình có nói trong video phân tích gần nhất rồi, các bạn có thể xem lại. BYND đi hoàn toàn theo kịch bản của mình, cái chỗ mình nói là ở đây các bạn, nó trôi xuống, nó tạo đáy mới cao hơn đáy cũ và nó bật ngược lên trở lại, cái hướng xu hướng của nó vẫn là xu hướng bullish.
Tại vì nó đã tạo ra được rất là nhiều cái support ở đây nè. Những cái cấu trúc support của nó đáy và đỉnh sau cao hơn đáy và đỉnh trước. Cho dù nó có drop bắt ngược trở lại đó, là những cái vùng giá như là 142 hay là 130, khoảng 138 sẽ là những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng của nó, và mình cho rằng nó sẽ không có drop below những cái mức giá này. JMIA các bạn, chúng ta vẽ được một cái đường trendline support, được trendline resistance khá là ổn đúng không? Nó đi qua các cái đỉnh, nó tạo ra một cái điểm phá vỡ giả ở đây. Nó giả bộ nó break up lên, nó break out đi lên nhưng mà nó không có thoát ra mà nó bị trôi ngược về. Nó làm cho những ai mà trade những cái cú break out của cái mẫu hình này á, nó bị shut out và chúng ta buộc chúng ta phải bán cắt lỗ. Nhưng mà ở đây á, cái khung giờ của nó là khung 1 giờ nó đã bắt đầu nó đảo chiều xu hướng rồi. Đây là giai đoạn mà mình nghĩ là nó sẽ có một cái cú break out thật, và cái diễn biến của con này nó có thể tiếp tục nó go up, nó đi lên ngược lên như thế này. Mình cho là nó đã tới cái giai đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý cái diễn biến của cái mã JMIA trong tuần tới. Ha, lưu ý cái nào này ha. Cái con TWLO á, mình vẫn giữ cái quan điểm con này là nó có cái xu hướng là bearish. Nếu như mà trong tuần tới, cái khung giờ, cái khung ngày của nó các bạn, nếu mà TWLO nó có một vài phiên giao dịch á, mà nó bị reject ở tại cái đường SMA 50 này á, thì mình sẽ vào để mình put nó. Hay là mình sẽ ra để mình short nó. Tại vì nếu mà nó bị reject á, mình nghĩ kịch bản mà nó bị roll over kiểu như vậy là tương đối cao. Nếu như mình sai, mình sẽ stop loss ở đây. Mình sẽ stop loss khoảng chừng là 261. Nó bật lên trên khỏi này thì mình sẽ stop loss liền. Tại lúc đó cái nhận định của mình bị sai rồi. Còn mình, nếu mà nhận định của mình đúng á, thì cái lệnh của mình nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ đi như thế này các bạn. Lỗ thì lỗ khoảng chừng là 7%, nhưng mà lời thì lời. Mình nói thật á, nếu mà đi đúng kịch bản của mình, chúng ta có thể lời lên tới là 3 lần hay là 4 lần lận. Tức là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta có cái diễn biến của cái mã Boeing. Lý do tại sao mình vẽ một cái đường trendline như thế này, mình nối qua các đỉnh và mình nối qua các đáy, các bạn thấy nó có cái magic không bạn? Để cho mình kể một cái vui ở đây trong nhóm mình như sau. Hôm tuần rồi á thì có một bạn học viên trong nhóm mình á vẽ cho mình một cái biểu đồ của cái Boeing ở đây. Tức là đây là biểu đồ của bạn đó vẽ nè. Đây các bạn, bạn đó đưa cho mình cái mã này, các bạn nói là ở đây có phải là một cái potential support không anh? Thì nếu mà nó về đây nó đụng cái này, nó có thể bật ngược lên trở lại hay không? Mình thấy là khá là ok, cái mình chuyển qua mình nói với bạn là, bạn nó hỏi là thầy thấy hợp lý hay không? Vì nó là anh nghĩ cái setup này á, nó chỉ hợp lý nếu mà cái RSI khung ngày á, nó chạm hẳn vào cái khu vực oversold. Thì lúc đó cái kịch bản này nó mới có thể xảy ra. Thì rõ ràng cái Boeing các bạn, đây là khung ngày của Boeing. Lúc mà RSI nó chạm vào oversold là nó bật ngược lên trở lại. Và cái bạn này bạn nói lúc đó, sau đó bạn nói vui là gì? Bạn nói là nó đụng vô nó bounce 7% thì thầy ơi kỳ diệu quá. mình mới chọc là magic work hả em? Thì bạn này mới nói là technical nó work anh ơi. Thì rõ ràng là cái diễn biến của con Boeing nó đi đúng kịch bản đó. Chúng ta vẽ được một cái đường trendline resistance như vậy. Nó đụng vô nó bounce và nó đụng vô cú này nó bounce mạnh nhất, nó bounce gần 7%. Vậy thì diễn biến của con Boeing sắp tới như thế nào? Mình sẽ chuyển qua khung 1 giờ. Chỉ khi nào các bạn, cái con Boeing này à, nó hồi về, alright, nó tạo ra được một cái đáy mới cao hơn so với cái đáy cũ như vậy nè, và nó bật ngược lên trở lại, thì mình lúc đó mình mới bắt đầu mình vào lệnh ở đây. Tại vì lúc đó nó đã xác định là nó đảo chiều xu hướng ở trên khung giờ, thì cái độ an toàn nó mới cao. Còn nếu mà nó chưa đảo chiều xu hướng trên khung giờ, chúng ta sẽ không vào lệnh được, rất là rủi ro. Đó là Boeing ha. Đối với cái mã Win cũng vậy. Mã Win thì mình thấy nó tạo ra được một cái double bottom ở đây rồi. Có một cái double bottom ở đâu đó quanh cái vùng giá là khoảng 68.72 rồi ha. Mình cũng sẽ chờ cho nó dao động dằn co ở trên khung 1 giờ chỗ đây nè, một vài phiên. Sau khi nó tạo ra được đáy mới cao hơn đáy cũ thì lúc đó mình mới nhảy vô để mình kỳ vọng là nó push up ngược lên. Còn nếu mà mình sai, nó rớt xuống khỏi cái support 68.72 thì mình sẽ cắt lỗ. Rồi cuối cùng là cái mã RCL thì cũng tương tự như vậy thôi các bạn. Nó cũng y chang setup của Boeing và Win. Mình cũng sẽ chờ cho cái khung 1 giờ của nó pull back về, nó tạo ra được một đáy mới cao hơn so với đáy cũ liền kề và nó push up ngược lên đó, thì lúc đó mình sẽ nhảy vô, mình vô lệnh ở đây. Đó là cái kịch bản mà mình kỳ vọng là nó sẽ play out.
Và khi mà nó play out như vậy, đôi khi đúng theo cái nhận định của mình sẽ nhảy vô và mình sẽ đặt cái stop loss liền ngay lập tức ở bên dưới cái đáy liền kề gần nhất. Đó là cái cách đánh dựa theo các cái technical setup và dựa theo technical analysis, hoàn toàn dựa theo cái biến động của giá mà chúng ta nhìn ở trên một cái biểu đồ chart mà không bị ảnh hưởng bởi các cái news hay là các cái yếu tố về fundamental ha. Đó là nội dung của video ngày hôm nay và mình hy vọng là nó giúp cho các bạn có một cái Sunday Talk video với rất là nhiều kiến thức và thật là hiệu quả. Và mình có một thông báo cuối, đó là cái Fire Trading Course, cái khóa học của Fire Trading các bạn mới bắt đầu vào hôm thứ bảy tuần rồi, ngày 26 tháng 9 năm 2020 là buổi đầu tiên của chương trình khóa học của Fire Trading. Những anh chị em nào mà có nhu cầu đăng ký vào khóa học này, các bạn vẫn chưa có bị muộn, hay là các bạn có thể drop cái thông tin của bạn ở bên dưới cái đường link ở bên dưới cái video này để các bạn đăng ký cho chương trình, và các bạn có thể liên hệ với mình để chúng ta bắt đầu cái buổi học thứ hai vào ngày thứ ba tuần sau các bạn ha. Mình tin tưởng rằng là chương trình của khóa học kỳ này cũng giống như những cái chương trình của khóa học kỳ trước, nó sẽ đem lại cho bạn một cái kiến thức rất là vững chắc về cách mà chúng ta đọc các cái biến động của giá và kỹ năng mà chúng ta trade như thế nào, kỹ năng chúng ta quản lý vốn và kỹ năng chúng ta kiểm soát rủi ro như thế nào khi mà chúng ta tham gia vào trong lĩnh vực này. Mình tin tưởng sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều kiến thức hay trong phân tích kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video nhận định thị trường tiếp theo ha.